Ngày 27 tháng 7, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 2. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh, chủ trì hội nghị. Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8. Tỉnh Hưng Yên có 1.917 thí sinh dự thi tại 4 điểm thi trường trung học phổ thông Yên Mỹ, trung học phổ thông Triệu Quang Phục, trung học phổ thông Minh Châu và trung học phổ thông Tiên Lữ. Đây là những thí sinh không thể tham gia hoặc chưa hoàn thành các bài thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch bệnh và các lý do khác theo quy định. Ban chỉ đạo dự kiến huy động hơn 300 người tham gia công tác coi thi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh phải đảm bảo an toàn dịch cho các thí sinh và cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu các nhà trường phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát, xác minh các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi đợt 2, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi. Các điểm thi xây dựng kịch bản phân luồng thí sinh ngay từ cổng. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức test nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi trước khi thi 3 ngày. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý hai huyện Yên Mỹ và Tiên Lữ chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi. Bởi trong đợt này, thí sinh trên toàn tỉnh sẽ tập trung thi tại hai huyện này.